Rồi, hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm Kiken. Một cái sản phẩm mà có thể là khi anh em sở hữu nó thì hệ thống Maki sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh em cùng tham khảo nha. Rồi, ví dụ tôi có một chiếc xe Ly 125 có hệ thống Maki. Đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ rút, nhờ một bạn kỹ thuật rút luôn cục ếch xu này ra. Thì mình coi cái bộ Kiken này của mình sẽ làm được điều gì ha. Rồi, coi như mình bỏ ra nha. Thì xe này của mình sẽ không còn SU nữa. Rồi, mình sẽ thế vào chính là cái bộ Kiken. Một sản phẩm rất là hay. Rồi, đây chính là hình sản phẩm. Và sản phẩm này sẽ được kết nối Bluetooth với một cái phần mềm của công ty AutoShop, đó chính là Omoto. Đây là trang chủ của phần mềm Omoto. Rồi, mình thấy phần Kiken, chọn vô. Rồi, kết nối Bluetooth, rồi chọn vô. Rồi, này mình sử dụng được cho cả Honda, Yaris và Suzuki. À, rồi, mình sẽ chọn vô Honda. Rồi, mình chọn vô đời xe của này là Ly 125, mình sẽ chọn vô đời xe ha. À, chọn vô liên 125. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái tính năng thứ nhất của mình, chính là đọc lỗi. Rồi, mình vô tính năng thứ nhất đọc lỗi. Rồi, mở khóa lên. Nó kêu làm sao thì mình cứ thao tác vậy. Rồi, mời bạn mở khóa lên. Rồi, xây khóa lên được rồi đúng không ạ? Rồi, trở lại. Rồi, nhờ. Rồi bạn đọc lỗi lại giúp mình. Cái hệ thống Maki của mình có bị lỗi không ạ? Không có lỗi đúng không? Rồi, không có lỗi có nghĩa đồng nghĩa với việc là tất cả các dây tín hiệu đầu vào và đầu ra của mình đều tốt. Mình nhờ một bạn kỹ thuật viên sẽ đánh ban, và ở đây của mình có sản xuất ra một cái bộ dây là sử dụng cho việc mà đánh ban. Rồi, thử mình nhờ một bạn kỹ thuật viên thử rút cho mình cọng dây màu đỏ sọc trắng ra nha. Rồi, rút ra, rút mạnh ra. Thì mình tạo như là một cái ban đứt dây thực tế vậy đó. Rồi, thì rõ ràng các bạn thấy đúng không ạ? Là đứt một dây. Rồi bây giờ bạn nhờ lại thử đọc lên cho mình lỗi coi. Đấy, thì mã lỗi lúc này rõ ràng khi đứt dây thì nó sẽ phát hiện lỗi mạch điều khiển gì ạ? Đèn chỉ thị Maki là đèn biểu tiện cái chìa khóa trên táp lô đồng hồ. Và ở đây mình thấy cái mã lỗi chính là mã lỗi A7 không ạ? Rồi thử mình nhấn vô A7 có nghĩa là gì ha? Nhấn vô. Nhờ nhấn vô giúp mình. Rồi, thì cái A7 này của mình có nghĩa là cái vị trí chân của sợi dây này chính là nằm ở vị trí gì ạ? A7. Rồi nhờ bạn zoom lên. Zoom lên cho thấy A7. Đấy, thấy không ạ? Cái A7 chính là cái vị trí này. Đấy, A7. Có đánh dấu màu đỏ. Thì lúc này anh em thợ nhìn vô đây sẽ biết. Có nghĩa là dây chân số A7 của mình đang bị gì ạ? Bị đứt. Đúng không ạ? Một tính năng rất hay. Rồi giờ mình thử nhờ bạn kỹ thuật viên rút thêm cho mình một dây nữa đi, là cọng dây màu này đi. Rồi rút thử cho mình một cọng nữa. Rồi thì thử mình đọc lỗi lại coi nó ra có phải là hai lỗi không nha. Tại rút hai dây rồi. Rồi đọc lỗi lại. Đấy, lại là hai dây. Và chân này chính là chân số 10, lỗi mạch IMO ID. Đúng không? Và lúc này mình cũng biết chân A10 của mình sẽ nằm ở đâu. Dùm ra. Được không ạ? Rồi, thử rút thêm một dây nữa đi ạ. À, một dây, ví dụ cọng dây màu đen này đi. Dây bất kỳ. Vậy có nghĩa là trên hệ thống Maki khi đứt cọng dây nào thì ở trên đây nó đều sao ạ? Đều báo cho mình. Rồi, mời bạn đọc lỗi lại. 3 dây đúng không ạ? Chính là van điện từ. Đấy. Rồi, ra luôn mã lỗi. Rồi giờ nhờ bạn ghim lại 2 dây giúp mình. Có nghĩa là khi mà bị lỗi bây giờ mình sẽ sửa, mình khắc phục. Thì cái bộ Kenki này nó có đủ thông minh để nó biết được là gì? Mình đã khắc phục cái lỗi đó hay chưa? Rồi, một giây. Rồi, nói là giúp mình một giây nữa. Rồi, mình vẫn chưa một lỗi nha. Tổng là 3 lỗi. Và mình đã xóa đi 2 lỗi. Có nghĩa anh thợ này đã sửa được 2 lỗi, còn 1 lỗi. Thử thì bây giờ mình đọc lại coi. Rồi, thử đọc lỗi lại giúp mình. Thấy không ạ? Xin chỉ còn lỗi đúng một lỗi. Rồi nhờ bạn kỹ thuật viên là sửa cho nốt cho mình lỗi này luôn. Rồi mình ghim lại nha.
Rồi. Rồi, nhờ bạn đọc lại coi còn lỗi chưa. Rồi, hệ thống ASCII của mình hết lỗi. Thì với tính năng này thì sao ạ? Khi share vào, hệ thống ASCII của mình không hoạt động thì mình chỉ cần vô tính năng này là mình đã xác định ra lỗi của nó nằm ở đâu, dây nào, chân số mấy, sơ đồ có luôn, thì cái việc giúp cho việc sửa chữa của mình sao ạ? Cực nhanh. Rồi, tính năng thứ nhất là đọc lỗi. Mình sẽ kiểm tra tính năng thứ hai là chính là kiểm tra eSIM ID. Rồi, mời bạn vô tính năng thứ hai. Rồi, thì đây nó yêu cầu bạn nhập mã eSIM ID, đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ nhập vào. Rồi, tôi kiểm tra, bấm vô nút kiểm tra đi. Rồi, nó kêu làm sao làm vậy? Tắt chìa khóa, tắt ổ khóa vận vị trí, ổ khóa về vị trí ốp và mở lên. Rồi, mở lên. Rồi. Rồi, mời bạn trở lại. Rồi, bước thứ nhất xong. Bây giờ là khi tôi đã kiểm tra rồi, tôi có thể khởi động động cơ trên thiết bị của tôi không cần phải phải ấn đề. Rồi, nhờ bạn khởi động động cơ. Đấy. Và động cơ của tôi đã nổ. Đó à. Một sự thay thế hoàn hảo cho SCU luôn mà, và kiểm tra luôn được cái mã eSIM ID của mình là đúng hay sai. Rồi, mời bạn thoát ra. Rồi, tính năng thứ ba mình kiểm tra chính là tín hiệu đầu vào. Rồi, mời bạn vào. Rồi, thì trong đây mình sẽ biết là nguồn các tín hiệu đầu vào cho SCU của mình tốt hay không tốt nha. Thứ nhất là nguồn có nè, mát có nè, công tắc khóa điện của mình đang là ở vị trí on nè. Rồi, nhờ bạn kỹ thuật công tắc khóa điện giúp mình. Xoay về vị trí off là off. Rồi, xoay sang vị trí on giúp mình là vị trí on, đúng không ạ? Rồi, nhờ bạn kỹ thuật viên bóp phanh giúp mình, bóp công tắc phanh thì đang off sang on, đúng không ạ? Rồi, mời mời bạn kỹ thuật viên ấn vô nút đề của mình. Nút đề chính là công tắc đánh thức. Không gì ạ? À? Không thay đổi. Mà không thay đổi gì có nghĩa là sao? Nút đề của mình sao ạ? À? Lỗi, đúng không ạ? Kiểm tra rất là nhanh, không phải tháo cái xe gì ra hết. Rồi, tính năng tiếp theo bạn chở ra. Rồi, kiểm tra cho mình luôn tính năng đầu gì ạ? Đầu ga là tính năng số 4. Rồi, thì đây bạn sẽ thấy nè, nó sẽ kiểm tra hàng loạt những cái ở trên xe. Thứ nhất là van điện từ, đèn chỉ thị ASCII, còi, xi nhan trái, xi nhan phải, chân IMO là chân truyền dữ liệu từ SCU về eSIM, và tín hiệu khởi động có nghĩa là chiên A8 của mình có chuyển trạng thái 12V khi ấn đề hay không. Thì ở đây của mình sẽ có cái kích hoạt tất cả, là khi mình bấm vô nút đó thì thiết bị ASCII sẽ lọc bộ kích hoạt toàn bộ, thấy không ạ? Sẽ kích hoạt toàn bộ là xi nhan, đèn và kể cả đề là chiên A8 của mình luôn, thấy không ạ? Rồi, nếu trên hệ thống này có một chỗ nào mà nó bị lỗi thì lập tức nó sẽ hiện lên màu đỏ và chân đó để là không tốt. Rồi, nhờ bạn kỹ thuật viên rút cho mình một sợi dây. À, mình sẽ rút chân A8 đi, là cọng dây màu vàng sợi máy, rút ra. Rồi, mình kiểm tra lại trên đây có đúng không ạ? Rồi, bấm vô chữ làm mới giúp mình. Đây, thì lập tức là báo em đây là không tốt, vì mình lỗi mình sẽ biết là chân này, mạch này đang là mạch hở, đúng không ạ? Tiếp tục nhờ bạn rút cho mình cọng dây màu đỏ. Rồi, rút ra mạnh ra. Rồi, nhờ bạn tìm lại lỗi giúp mình, vì có hai lỗi đúng không ạ? Vậy có nghĩa là lỗi chỗ nào thì mình sẽ tìm được ngay chỗ đó. Rồi, nhờ bạn ghim lại hai cọng dây đó lại cho mình. Rồi, thì bây giờ mình đọc lỗi lại cho còn không? Tốt hết.